Ở đây khu vực ở dưới này thêm nhiều quán cà phê với một số nhà nghỉ hotel nó cũng làm cho người ta nếu có lỡ đi dọc dọc chỗ này mà cần phải ở lại qua đêm cũng có nhiều sự lựa chọn hơn ngày trước. Nhưng mà thật sự mà nói mà qua đêm ở chỗ này thì mình cũng không biết một lý do gì để qua đêm ở chỗ này luôn á. Trắng ra giờ này có thêm một vài cái điểm có chịu cũng có thể là ví dụ như là những người mà muốn chụp hình bình minh ngoài màu trắng thay vì phải mướn phòng ở trong phòng rơm thì có thể mướn phòng ở đây người ta đợi luôn cho nó gọn. Có thêm nhiều chỗ ăn uống thì nó cũng tiện á, tiện. Ở trong đây ngày trước mình có làm ở ngoài một cái mini trip nho nhỏ về cái địa danh Bụi Yến rồi đúng không? Các bạn coi trên coi kỹ là thấy được cái mini trip đó rồi. Thì địa điểm mà còn khá là hoang sơ và có đường vào vì người ta cũng đã quy hoạch hết là một khu vực đó sẽ sử dụng để xây khách sạn và resort rồi nên các nhà chủ đầu tư đó, người ta cũng làm đường vào tới cái khu vực Bụi Yến hết. Thì những người mà thích đi ăn bò thì họ bò bụi như như mình nè. Có anh em khác đó thì anh chị em nó cùng cái sở thích đó thì mình đang có thể ké được và dùng ké được cái lối vào của chủ đầu tư để đi xuống được khu vực biển. Chỗ đó để cắm trại thì rất là ngon, đẹp, hoang sơ. Đi tầm 2-3 người cắm một đêm quá ngon lành luôn. Hoặc là nếu mà đi được từ sớm thì mình xuống dưới đó mình có thể liên hệ tới người dân địa phương ấy. Mua đồ ăn đồ mua hải sản người ta đánh bắt được đánh bắt được xong rồi xử lý luôn. Dưới đây bây giờ công ty bất động sản nó mở nở rộ như nấm sau mưa vậy á. Mà bây giờ kêu đầu tư xuống dưới đây hả? Sao mình thấy phiêu quá, chắc là do mình cũng không phải là dạng có nhiều tiền bạc đầu tư, mình không tìm hiểu. Có thể là người ta đầu tư người ta tìm hiểu thì người ta thấy được cái tiềm năng ở chỗ này chỗ kia. Riêng mình thì mình chạy qua đây bao nhiêu lần rồi cũng không thấy đâu thay đổi gì mấy đó. Nên dịp thời tiết hôm nay cũng không gọi là quá xấu. Mình làm một vài video clip để anh chị em cùng theo dõi cái hành trình này. Màu trắng you and me. Could be in love, lighting up the dark.
mấy cái hàng quán mà mang ra đây bán như vậy mình có phải xin phép gì ai không ta, hay là cứ thế là mang ra bán, nhưng mà mình nghĩ là không có chuyện đơn giản như vậy. Chắc cũng phải có cái gì đó thì sau đó mình mới được bày hàng bán mua như vậy, chứ không có làm đầy đủ thủ tục thì bán được ngày 1, ngày 2 là sẽ có người tới hỏi thăm liền à. Ở đây là cũng gần hết cái khung đường màu trắng rồi, đi qua bên cái kia, đi qua bên cái cầu kia là Phan Rí Cửa, Phan Rí Cửa rồi tới Phan Lý Chèm, rồi mới tới cái chỗ cái đường quẹo vào cái chỗ gần điện gió Tuy Phong á. Ở đây có một cái quán cà phê mình cảm thấy là cũng khá là ok nè, nhân viên rất là thân thiện, từ bảo vệ tới nhân viên tới bếp đều rất là thân thiện. Đây Pizza Club Kiên Nguyện, nó có bán cả đồ ăn nữa. Thì nếu mà anh em mà đi tới đây mà cần một cái địa điểm nào đó để ăn uống nghỉ ngơi trước khi tiếp tục đi tiếp á, thì nên ghé vào chỗ đó. Mặc dù nó không quá rẻ, nó không quá rẻ nha, nhưng mà cái giá của nó chấp nhận được. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai đó là thay vì kiếm một chỗ nào đó ăn xong rồi mình phải đi liền, tại vì thông thường quán ăn nó đâu có rộng tới mức mà mình có thể ngồi lê la được trong quán ăn được. Thì mình nó vừa phục vụ rồi ăn đồ uống, thì mình ăn xong mình uống, mình có thể lê la được chút xíu, nghỉ ngơi rồi mình tiếp tục hành trình của mình. Ở đây thì mình khá là cũng mình nghĩ là cũng mình muốn tới đó sớm, nên mình ghé vào cái địa điểm đó để nghỉ đi luôn. Thì tới đây thì mình có hai cái lựa chọn đường đi. Thứ nhất đó là quẹo trái thì mình tiếp tục đi theo quốc lộ 1, quẹo phải thì mình sẽ đi theo cái con đường là đi ra cái bãi biển Cổ Thạch á, sau đó là từ đó mình sẽ đi ra quốc lộ 1. Cái đoạn đường từ đây mà đi tới bãi biển Cổ Thạch, nói chung thì nó nhỏ nhỏ như thế này nè, nó nhỏ như cái đường mình đang đi vậy, nó đẹp và nó mát, cũng khá đẹp, cũng khá mát. Mình cũng có lên cái đoạn đường nó mấy lần rồi ở trên kênh của mình đó. Hôm nay thì mình muốn tiết kiệm thời gian, nên mình sẽ chọn cái lộ trình mà có thể đi nhanh được, là quốc lộ 1A đi nhanh hơn so với cái đường đi vào trong cái bãi biển Cổ Thạch. Ok, thì đây là trung tâm Phan Rí Cửa rồi. Phía đằng trước thấy xe lớn chạy là quốc lộ 1A đó. Thì cái đoạn đường mà chéo phê nhất của hành trình này là cái đoạn màu trắng vừa mới đi qua rồi. Còn hành trình ở trên quốc lộ 1A thì đã đi rất nhiều lần rồi, và cũng lên rất nhiều clip rồi, nên mình sẽ không quay tiếp. Ok, mình sẽ tới khi nào mình tới được cái điện gió Tuy Phong, cái ngã rẽ vào hướng vào Ủy ban Nhân dân xã Phan Dũng, thì mình sẽ tiếp tục quay tiếp hành trình này. Còn đoạn này thì tới đây thôi. Chào chào anh chị em.